Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã cho Châu Tự Do Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật Thưa quý vị, Việt Nam, những người muốn sinh hoạt tôn giáo một cách độc lập luôn phải đối mặt với nguy cơ bị chính quyền ngăn cản, sách nhiễu Như tín đồ tôn giáo độc lập là người bản địa cho biết họ thậm chí bị đàn áp ngày càng nặng nề hơn Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Cao Nguyên Nhân ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo hành dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, 22 tháng 8, RFA phỏng vấn một số tín đồ tôn giáo người bản địa để hiểu rõ hơn về những sinh hoạt tôn giáo của họ hiện nay. Một người thượng là tín đồ Tin lành đấng Christ, hiện đang ở Đắk Lắk, yêu cầu được giấu tên vì lý do an toàn cho RFA biết. Trong 7 ngày qua, ngày nào công an cũng qua nhà không cho mình sinh hoạt, nhóm lại với nhau thờ phượng Chúa. Công an qua nhà bảo là không được tổ chức tưởng niệm ngày 22 tháng 8. Trong một tháng trở lại đây, chúng tôi không thể liên lạc với anh em vì chính quyền làm rất căng trong thời gian vừa rồi. Người này cho biết thêm rằng, từ ngày 8 tháng 4 cho đến nay, tất cả các điểm sinh hoạt tôn giáo của tiến đồ tin lành Đấng Christ ở Đắk Lắk đều không thể nhóm họp lại với nhau nữa. Tình hình càng bị siết chặt hơn từ sau vụ tấn công hai đồn công an xã ở tỉnh này vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Mỗi tuần họ xuống ít nhất 3 lần, họ nhắc không được sinh hoạt tập trung đông người nếu không sẽ bắt và xử lý theo pháp luật nhà nước việt nam hội thánh của chúng tôi bây giờ coi như là tan rã một số tiến đồ khác cho biết chính quyền địa phương sắp tới buộc họ phải phát biểu trước người dân trong bản làng rằng tin lành đứng christ là một giáo hội phản động chống nhà nước sắp tới đây họ sẽ phát động quần chúng tại buôn làng bắt chúng tôi phải nói trước dân là giáo hội tin lành đứng christ là giáo hội chống lại nhà nước việt nam Họ nói sẽ viết sẵn một bản cam kết để những người theo tin lành đứng Christ ký cam kết bỏ đạo. Nếu mà tôi có nói vậy thì cũng vì nhà nước ép buộc, áp lực tôi phải nói như thế, chứ chúng tôi không muốn. Ông Trần Man Ring, một người Khmer Krom hiện đang ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ cho biết hơn 90% những người Khmer bản địa sống ở đồng bằng sông Cửu Long đều theo Phật giáo nguyên thủy hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông. Họ cũng không được thành lập giáo hội riêng mà phải buộc gia nhập vào giáo hội Phật giáo Việt Nam của chính phủ. Không chỉ ban chủ trì của chùa mà Phật tử muốn tổ chức sinh hoạt tôn giáo cũng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Đó là một sự vi phạm hết sức trắng trợn tôn giáo của chúng tôi. Ngày xưa, con dấu của mỗi ngôi chùa đều có chữ Khmer. Nhưng mà bây giờ, họ tịch tu hết và phát lại cho chùa một cái mộng mới mà hoàn toàn không có một chữ Khmer nào. Theo ông Manring, việc chính quyền Việt Nam phân biệt đối xử đối với người Khmer Krom là không thể chối cãi. Ở vùng bản địa Khmer Krom đang sinh sống, không có một dự án nào quy mô. Từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông Cửu Long, chỉ có một quãng đường từ Sài Gòn đến Mỹ Tho có co tốc tốt thôi. Tất cả mọi thứ họ dồn hết cho miền Bắc. Một mặt thì nhà nước nói ra rã ở trên đài rằng, đề cao phong tục, ngôn ngữ và quyền của người dân bản địa. Nhưng mặt khác họ lại rỉ tai cho cha mẹ và giáo viên rằng nên cho trẻ em nói tiếng Việt, cho nên đại đa số trẻ em Khmer không còn nói rành tiếng Khmer nữa. Ngoài những áp bức trên, hồi năm 2021, chính quyền Việt Nam đã bắt ông Thạch Green, 61 tuổi, là tiến đồ cơ đốc giáo ở Trà Vinh và cáo buộc ông này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để xúc phạm lãnh tụ Việt Nam, xuyên tạc lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ. Ông Thạch Tha, một người Khmer Krom, hồi tháng 10 năm 2021 nói với RFA rằng những người bản địa theo đạo như ông chỉ đòi hỏi chính quyền Việt Nam để cho người dân tộc Khmer Krom được thực hiện tự do tín ngưỡng, thờ phượng chúa theo đúng pháp luật Việt Nam. Vừa rồi là chương trình tiêu điểm nói bật hôm nay. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Australia sẽ tiến hành tuần tra thêm với Philippines tại Biển Đông. Việt Nam tham gia nỗ lực thanh toán trong khu vực. Thái tử Nhật Bản chính thức công du Việt Nam từ ngày 20 đến 25 tháng 9. Số lượng lao động phái cử Việt Nam đứng đầu tại Nhật. Australia có quyền lợi an ninh tại biển Đông và sẽ hợp tác chặt chẽ với Philippines trong công tác tuần tra chung. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles được Reuters dẫn lời như vừa nêu vào ngày 25 tháng 8 khi ông này đang cùng với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng với người đồng cấp Philippines cùng thị sát cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa hai phía. Cuộc diễn tập được cho biết có khoảng hơn 2.000 nhân sự quốc phòng của Australia, Philippines cũng như thủy quân lục chiến của Mỹ tham gia. Phía Australia cử hai chiến hạm HMAS Canberra và HMAS Anzac Cùng tiến hành tập trận song phương với phía Hải quân Philippines về kỹ năng đổ bộ và không chiến. Cuộc diễn tập chung đầu tiên giữa Australia và Philippines được tiến hành vào lúc tình hình căng thẳng mới tại Biển Đông đang diễn ra. Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines, Gilbert Teodoro, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết cuộc tuần tra chung tại Biển Đông của Australia và Philippines sẽ sớm diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Australia lập lại ủng hộ của Canberra đối với phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế La Hay hồi năm 2016 bác bỏ tuyên bố chủ quyền gần trọn biển Đông của Trung Quốc. Theo ông này thì cả hai nước Australia và Philippines đều cam kết với ý kiến mọi tranh chấp phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Ngân hàng nhà nước Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, ký biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác kết nối thanh toán khu vực với Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN 5 gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Singapore. Reuters loan tin trong cùng ngày cho biết MOU vừa nêu được ký kết nhằm thiết lập cơ chế thanh toán xuyên biên giới giữa 6 nước tham gia. Cụ thể, các ngân hàng trung ương thành viên đồng ý thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trên cơ sở ứng dụng, phương thức thanh toán như QR Code, thanh toán nhanh và các mô hình thanh toán khác. Ngoài ra còn cùng nhau hợp tác giám sát và xây dựng cơ chế quản lý rủi ro lành mạnh, phù hợp với khuôn khổ pháp lý của các nước thành viên. Cơ chế để triển khai MOU và Nail được cho biết theo nhiều hình thức như đối thoại, giám sát và trao đổi thông tin. Khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có hơn 600 triệu dân. Tuy nhiên, các nỗ lực kết nối kinh tế, với tổng trị giá lên đến 2,3 ngàn tỷ đô la suốt nhiều năm qua, vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một trong những trở ngại đó là vấn đề thanh toán xuyên biên giới. Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và phu nhân Kiko Kawashima chính thức công du Việt Nam từ ngày 20 cho đến 25 tháng 9 tới đây. Chính phủ Nhật Bản vào ngày 25 tháng 8 công bố kế hoạch thăm Việt Nam của Thái tử và Thái tử Phi Nhật Bản như vừa nêu mục đích chuyến công du nhằm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du sẽ là Hà Nội vào ngày 20 tháng 9, đến ngày 21 tháng 9 là thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ đón tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ do Phó Chủ tịch nước Việt Nam chủ trì và sau đó là sự kiện đánh dấu quan hệ 50 năm Nhật Việt. Vào ngày 8 tháng 8, Hoàng gia Nhật Bản đã công bố chuyến thăm hữu nghị của Thái tử Fumihito Akishino và phu nhân đến Việt Nam. Theo công bố, thì phía Hà Nội gửi lời thăm chính thức đến Hoàng gia xứ Phù Tang vào đầu tháng 8 vừa qua. Chuyến thăm của hai nhân vật Hoàng gia Nhật Bản này đến Việt Nam lần gần nhất là vào năm 1999. Nhật Bản hiện là đối tác cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với trên 2.700 tỷ yên vốn vay, gần 100 tỷ yên viện trợ không hoàn lại và 180 tỷ yên viện trợ cho các hợp tác kỹ thuật Bên cạnh đó, Nhật còn là đối tác thứ hai về lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt-Nhật vào năm ngoái đạt gần 50 tỷ đô la, đưa Nhật Bản thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Tại Việt Nam, Nhật Bản có hơn 5.000 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn là hơn 70 tỷ đô la, đứng thứ ba trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tổng số lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản hiện là 345.000 người. Đây là số liệu do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam Lê Văn Thành công bố ngày 25 tháng 8 tại hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản do Bộ này và Bộ Y tế Phúc lợi Xã hội Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội. Theo ông Lê Văn Thành, Việt Nam hiện là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 nước tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản. Ông này nhắc lại hợp tác lao động giữa hai nước chính thức bắt đầu từ năm 1992 thông qua chương trình tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ năng tại xứ phù tang. Chương trình được đánh giá đã mở ra nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam có trình độ sang làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian qua, nhiều tin tức không tốt về người Việt Nam tại xứ phù tang được truyền thông địa phương loan tải như tình trạng người Việt ăn cắp hàng tại siêu thị Nhật rồi nhờ các tiếp viên và cả phi công chuyển về Việt Nam người việt ăn trộm sản phẩm của nông dân bản xứ cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của bài việt ngữ đã cho tự do hôm nay xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau cũng ngay trên kênh youtube và facebook rfa tiếng việt